đó trước mình phụ tịch mình trước mình. Hồi xưa là khu này mấy ông lớn ở Việt Nam Cộng Hòa ở đây. Đứng đó không thấy dáng, không không lấy bên hông cà năm luôn, đứng thấy cái đây thấy cái đầu không à, rồi cười nha, cười nha Hồng. Rồi bấm cái nhảy đi đâu, đó mình đứng ngay cành ông cũ không. Đó hồi đó mấy ông lớn ở không, cái khu này hồi đó mấy ông lớn ở không. Đây khu này mấy ông lớn rồi đó ở nè, giờ đi qua đảo mà hả, ông giữ đảo này nè. Ừ. Ông giữ tù nè. Ừ, giữ tù ổng có cái bàn pizza này ông giải trí nữa nè, giờ là ba đun đó hả hưởng ha. Đó đó thục này nha, được nha, lấy cái thục pizza. Đi đi qua bên nhà tù đi, đi ra qua nhà tù có lâu lâu chút. Đó bây giờ đi qua nhà mình đi vô tham quan, mình đi tham quan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.